chùm3s.com, chẵn lẻ Momo uy tín số 1. Giao dịch tự động 24/7, thanh toán chỉ trong 3 giây. Đua top này vinh quá khủng, lấy mã giao dịch từ Momo xanh chín 100%. Còn chần chừ gì không truy cập ngay chùm3s.com. Rơi xuống không gian ngang nhiên, suy tư vẫn luôn mỏi mệt mỏ. Đơn phương nhớ đến một nhà thơ, gió đang mùa về nơi những nơi trẻ ngỡ là trái tim khô cạn đã quá xa tôi buồn đau. Nhưng thật cay đắng khi biết ta. Mình chỉ là một người đen sâu. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì cái này nó sẽ là cái clip thứ hai, nhưng mà cũng là clip đầu tiên tôi cầm gian đi đường top. Nhưng mà sao có vẻ mấy ông này chơi đến giờ này mà còn không biết con Zip hả? Trời ơi, nhìn kìa, chết luôn rừng luôn, vách trưởng này. Con Zip nó xích rồi mà còn cố đánh, xong rồi mất tá máu luôn. Trời rồi, chết luôn cả mít rồi mọi người. Rồi ok, không nhiều không sao nha. Đó, và hôm nay tôi đối đầu với kèo, đó chính là kèo Vedet. Bị nó kéo rồi, nhưng mà đánh thường này. Đánh thường này né, ôi không lách được cái vòng thứ hai rồi, nó hồi lại miếng máu, tiếc ghê. Rồi, mà không sao. Nói chung là đối đầu với Vedet thì tôi cũng đã khá là nhiều clip rồi. Nên là anh em muốn chơi Vedet thì anh em phải đợi có cái giải kiên cường hạng đánh nhau trực tiếp với nó nha. Bây giờ thì muốn đầu game chơi được thì phải làm như thế này, lách chiêu này, đó, lách cái vòng này, rồi đánh thường này. Ôi, sao nó hồi chiêu nhanh thế. Lùi. Để nó hồi cái chiêu mà kéo lại cái là thôi là xong, là pha lại toàn đấy. Rồi, bây giờ thì kẻ đi biến về nha. Đó, cái điểm chính ở đây không phải clip này là tôi đối đầu với đi top và tôi solo với Vedet nha. Mà cái điểm chính ở đây đó chính là tôi sẽ giới thiệu cho mọi người build đồ mới của Gian khi đi đường top nha. Nói chung là đây là build đồ của tôi thấy ổn nhất thì tôi giới thiệu cho mọi người thôi, chứ không có nói là chắc chắn là build đồ của mình. Bởi vì tôi nghĩ là có gì anh em coi clip tôi chắc cũng có anh em tự soạn build đồ này rồi, nhưng là tôi cũng không dám nhận được của mình đâu. Chỉ là tôi làm clip thì tôi giới thiệu cho anh em trước thôi, nhưng mà cái fan này fan này vẫn để VS nó xích được mọi người, cưỡng một nhịp rồi. Nhưng không sao nha, đó, tem nó đang ăn rồng rồi, nhưng mà tôi đang tính ăn con blue. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ lại là giúp rừng ăn con thần cho nhanh rồi rừng qua cướp blue nhanh hơn đấy mọi người ơi. Rồi, bây giờ thì ăn con thần nha. Nhưng mà thôi, rừng ơi, đừng, kém nó quá rồi. Trời ơi, kém nó quá rồi mà còn cố cướp, trời ạ. Rồi, ok, nói chung là em nói build đồ mới nhưng mà quên mất, không nói cho anh em luôn, đã đi nhảy qua vấn đề khác. Rồi ok, sorry anh em nha. Đó, nói chung là anh em, nếu mà anh em nào có tìm hiểu trước rồi thì anh em cũng biết cơ chế đồ nó thay đổi một xíu đúng không? Đó, đặc biệt là cái thương long nha. Đối với gian bồ này á, mà thương long đổi vậy á, là con gian này siêu bá luôn nhá mọi người. Con gian mạnh lắm luôn á. Trời ơi, bởi vì bây giờ là thương long nó có xin phần trăm giáp rồi nên là khá là khỏe nha. Nên anh em không cần thiết phải nâng kiếm mua ra massage đâu nha. Rồi, ulti đây này, này kiếm thương này, bổ này. Rồi lách nhẹ nha, đừng để nó dính cái vòng nha. Ôi, cái pha này từ từ tôi về ăn cục máu á nha mọi người. Trời ơi, solo kill với Vedet khổ sở ghê đấy. Rồi, bây giờ thì đánh nhẹ ăn quái nhá. Trời ơi. Rồi, nói chung là nói tiếp này thì anh đang nói cho anh build đồ cái đi solo với Vedet cái quên mất tiêu. Rồi, đó, và cái món giới thiệu, cái món sửa thứ hai á, đó chính là cái áo choàng băng giá nha mọi người. Rồi, biết sao anh em tôi lại lôi cái áo choàng băng giá này vào cái build đồ của tôi không? Bởi vì hồi trước á là cái áo choàng băng giá nội tại giống cái gì nhỉ? Cái phù hộ kiếm đúng không? Là 2 giây nó mới kích hoạt lần đúng không? Nhưng mà bây giờ mùa này á nó chỉ có 0,5 giây thôi. Mà anh em biết rồi, con gian á là cái con dùng chiêu thức chủ yếu đúng không? Là mà cái áo choàng băng giá nó có chỉ có 0,5 giây thôi. Này anh em sẽ được kích đam liên tục luôn và kích nằm chậm liên tục luôn nên là khá là khỏe nha. Họ là anh em đi top, anh em có thể nâng theo video của mình nha. À không, đó video mình ở đây nha, chứ không dám nhận video của mình đâu. Rồi, ok, nói chung anh em có theo dõi trận đấu này. Ui rồi đau. Thế không lẽ kịp nhỉ. Rồi, lùi nha. Trời, trận đấu này tem bạn nhìn có vẻ khỏe các mọi người ơi. Đi rác rồi giòn các kiểu nữa, trời sợ ghê á. Trời ơi, thêm hình như có con Zip thì phải. Ôi, Zip nữa, trời ơi. Tem bạn toàn những cái con khủng bố trong combat đâu mà sợ ghê á. Rồi, đấy, nói chung là vấn đề đã bỏ qua đi. Vấn đề bây giờ của tôi đó chính là solo kill với vị tướng Vedet nha. Rồi, xem trận đấu này ai thắng ai thua nha. Trời ơi, nói chung là con gian đầu game thì hên xui thôi. Con gian đầu game thì vẫn ăn thôi, nhưng mà về giữa game thì có vét tuổi. Vét không có tuổi gì với gian tôi thật. Về giữa game, cuối game là vét không có tuổi luôn á. Rồi, ok, bây giờ thì qua đây. Ủi ổn ăn nhanh. Đang tính qua đây để
cướp cái con quái nó ăn mà không kịp mọi người ơi. Rồi nhưng không sao nha. Họ nói chung là với đợt này tôi đánh tôi thấy con bé nó mạnh mạnh sao mọi người, không dám đánh kiểu không nâng đao mọi người, nâng đao cho an toàn. Rồi tất cả cái đao bây giờ nó cũng sửa lại rồi, nó không còn có giáp với cả tấn công cao như hồi xưa đó, nó đã giảm bớt một số tấn công và thay giáp thành máu nha mọi người. Họ chung là thay vậy thì cũng ổn đấy, nhưng mà con John thì nó sấy 1% máu nên là máu nhiều cũng không phải là ưu tiên đâu. Rồi cái này vô chém này, băng xương này, ui nó cũng tốc biến rồi. Rồi nha, tôi nghĩ nó sẽ đi về hoặc là nó sẽ vòng xuống dưới nha. Đây khả năng nó sẽ biến về á, nên là từ tôi đây tôi giữ lính nha. Để lướt này, ôi lướt, ui ôi vãi nổi thật, nó đam to thế. Trời ơi, nó đang xong cái kiếm, nó đang xong cái thương long rồi bảo sao đam nó to thế. Trời ơi, tôi không kịp lướt cái lần lướt thứ hai rồi tôi né luôn đúng không, nhanh thật sự chứ. Rồi xong, mới đầu game đã thấy solo kill thua mạng rồi đó. Trời ơi. Rồi nhưng không sao nhá, tem mình, ê tem ơi, khu rừng ở dưới rồi chắc là con rồng này sẽ mất rồi á. Thôi bỏ đi cho nó ăn rồng đi mọi người. Bây giờ thì hồi sinh ở đây thì chuyển lên nha. Rồi, nói chung là solo kill đã thua mạng nhưng mà không sao, tôi thì không còn nản đâu. Solo kill mới thua mạng mà, tí tôi bù lại cho anh em solo kill mạng thứ hai nha. Trời ơi, cái mạng đó là do tự ẩu thôi, tôi cứ nghĩ là nó sẽ về rồi nên là tôi đi thẳng ra tôi đánh lính luôn mọi người. Rồi, đây. Mày, tôi vô lên solo kill tao này, chém chiêu hai này. Nè đợi nó xoáy nha, rồi lướt nè, lướt lạ này, rồi ulti này, né chiêu này, rồi lướt nè, rồi chạy đâu. Mày ulti vào này, ui vẫn để dính này, nhờ tôi còn tốc biến nha, mày hết tốc biến đúng không, pha này mày hết tốc biến nhẹ này, trời ơi, solo kill thành công nha. Rồi, đấy cái pha đầu tiên vừa nãy, cái pha mà tôi chết vừa nãy là nó xả tốc biến rồi, nên là bây giờ nó mất ulti tốc biến rồi, chắc chắn là tôi phải tốc biến theo để tôi dí là giết tao rồi chứ đúng không. Rồi, ok, bây giờ thì vô ăn quái nha. Rồi, hay nói chung là tí nữa sẽ cho anh em xem build đồ này sẽ mạnh như thế nào nha. Nói chung là build đồ này tôi nghĩ nó khá là khỏe bởi vì nó cũng có thủ mà nó cũng có làm chậm nhiều nha. Nhưng mà tôi nghĩ là anh em đi rừng thì anh em không nên nâng áo choàng băng giá thay cho cái phước kiếm nhé mọi người. Bởi vì anh em đi top á, anh em chỉ có sẽ không có nâng đồ rừng đúng không? Thay vì đó là anh em sẽ nâng cái áo choàng giá để bù đam cho bù tanh cho cái đồ rừng nha. Còn anh em có đam bù thêm là do cái đao rồi, cái đao nó bù thêm đam của cái phù kiếm rồi, nên là áo choàng giá kể cái đao là sẽ bằng cái phù kiếm đó đam á, so với cái đao á. Nói chung là không bằng được tối ưu đâu, nhưng mà mình nghĩ cũng sẽ là một phần đấy, nên là cũng ổn đấy, đam không có thọt nhiều đâu. Còn đi rừng anh em mà nâng cái áo choàng giá thì cũng được thôi, nó cho hơn tí đấy, nhưng mà tôi nghĩ là đam nó yếu lắm nên là anh em đừng có đi rừng nên áo choàng giá nha, cứ lên đồ rừng thôi đủ rồi. Thời gian này đi rừng là nâng cái đồ rừng là đủ trâu rồi, nên là anh em không cần thiết phải nâng áo cho băng giá với đồ rừng đâu, nên vậy đã bị thiếu đam mọi người. Rồi đây nè bắt được không, ui vẫn ulti dính được con zip ạ. Ui ôi con bé sao nó quẩy hết rồi. Trời ơi, tôi đang định ulti tôi vô tôi đẩy cái trụ trước rồi tôi giết thằng bé đét, nhưng mà lính hết bá rồi. Này bố này kiếm này, nhưng mà pha này lui nhá, không đánh được nhá. Rồi lướt cho hai này, chạy đầu tốc biến lên đòi xích mình. Trời ơi, rồi đấy một pha giao tranh một phát thôi mà tem mình thì lùi hết ba thằng vào trụ, xong rồi ba thằng đi lên bảng yếu số luôn. Trời ơi. Rồi, ok, nói chung là trận đấu này gặp John và Zip nhá, nên là để về cuối game thì hơi bị không ổn tí nào nha anh em. Thế nên là tí nữa tôi sẽ cố gắng bắt thằng AD thật nhiều nha. Rồi, bây giờ thì lượm bùa đỏ nha, nhưng mà có vẻ AD này muốn ăn rồi nên là tôi sẽ cho AD bùa đỏ nha mọi người. Còn bây giờ thì qua đây lấy con quái này mọi người, cho con Slim nó farm lính ở giữa, farm quái ở dưới đi, mình ra mình lấy lính ngon hơn nha. Còn bây giờ thì biến về đi, chuyển xuống dưới thôi. Trời ơi, trận đấu này có vẻ hơi căng đó. Tem tôi với cả tem bạn tỷ số cũng đang ngang nhau đó, nên là chưa biết nó gì đâu nha. Rồi bây giờ thì thoải mái mà cứ solo kill với Vedet thôi. Vedet một khi mà mọi người có cái giày kiên cường thôi là mọi người đã đủ solo kill nó được rồi. Mọi người là có cái đao là mọi người cứ solo thẳng mặt với tôi thôi, solo thẳng mặt thôi, không gì phải sợ Vedet á. Vedet nó cũng không có mạnh lắm đâu mọi người, nó chỉ mạnh khi mọi người không né được cái xoáy của nó thôi. Và con da này thì chắc chắn là xoáy né được cái xoáy thôi đó mọi người. Và mọi người còn có thêm cả cái nếu mà người nâng theo cái phù hiệu của tôi đang chơi ấy, là cái phù hiệu mà giảm kháng nữa thì ui một đống giảm kháng luôn. Vedet xích hộ nha, con phần này nấp đây này, kiểu gì đây quay lại kiểu gì thế mạng sẽ qua đây ít nhất là một hoặc hai đứa, nên tôi sẽ đợi nha. Không, thằng này kệ đi, à đây rồi, thằng John ở dưới này, mục tiêu bắt thằng John nha. Mày đòi đẩy tao à, bắt thằng John trước nha, bắt luôn thằng rừng nha. Rồi chém thường này, lướt chiêu hai này, cho chạy đâu đấy, chạy đâu đôi chạy đâu. Rồi ok, xin nhẹ hai mạng nha. Tên tôi ở trên thì cũng bắt được Dirac với cả bắt được Vedet rồi. Trời ơi, quá là lời luôn đó, một pha tôi nấp lùm khá là chí mạng nha.
nên là tem bảo phải bỏ xuống hai mạng rồi, thêm hai mạng ở đường mid nữa. Trời ơi. Rồi, ok, bù lại pha vừa nãy nha. Còn bây giờ đẩy cái trụ kệ con giết nha mọi người. Rồi, đẩy cái trụ thôi. Chém giết chơi thôi. Có mọi người đợt này á, mùa này á, con gian được đánh giá là khá là mạnh nha, bởi vì cái thương long á, tất cả là vì cái thương long, bởi vì thương long bây giờ nó có giảm phần trăm giáp rồi nên là đam của con gian khá là to so với cả con tanker nhé mọi người. Rồi, ok. Bây giờ thì từ từ nha, tôi biến về xíu nha. Thôi nhưng mà thôi, còn đầy máu biến về chi, đi farm nốt đi cho an toàn. Đấy, đấy, giờ vô farm này. Họ farm luôn con bùa đỏ nha. Đợi giờ farm nốt quái xong rồi farm bùa đỏ xong rồi tôi sẽ di chuyển lên cùng tem nhé mọi người. Nói chung là cứ farm thôi, tem mình thì cứ vẫn thủ một đường thôi. Mình thì không làm gì hết thì mình cứ đẩy lính cao được rồi. Vừa đẩy lính được cao lên anh em vừa có vàng farm lính nữa nha. Đấy, chúng cứ kệ tem đi, cho tem ép đi tí mình giao tranh sau nha. Rồi nhưng mà từ nhá, ui dồi ôi, đừng có vào vội nhá mấy ông. Từ nhá, tôi đang ở dưới đấy, bây giờ thì di chuyển lên này. Đây này, tôi sẽ lấp lùm tiếp nha. Cái lùm bây giờ tôi sẽ thay đổi là lùm trên nha. Có vẻ lính làm tôi lộ sai nhưng mà thôi kệ, cứ nấp đi mọi người ơi. Rồi, đấy, nấp đi, tém bạn, thế vì thấy lính cũng cao, cũng sẽ di chuyển qua đây à. Nó lên trên hết rồi, nhưng mà thôi, từ từ, tôi cứ là farm lính nhá, rồi tôi quay lại cái bộ lên nấp. Anh em cứ nấp thôi, kiểu gì tém bạn cũng qua đây à, cứ nấp đi, tin tôi. Rồi, đợi hàng giòn nhá. Tôi chỉ đợi thằng John thôi. Đây này, kệ thằng rừng nữa nha mọi người. Phải để ý thằng John nha. Thằng John đâu? John đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Ui ôi lag kìa. Trời ơi, tự nhiên nó giật một cái hết hồn. Rồi, bổ luôn này, giết luôn thằng rừng này. Ui nhưng mà thôi, tốc biến. Cái pha này mà tôi không tốc biến là trụ nó bắn rồi phát nữa là có khả năng tôi xỉu đấy. Thôi không chơi liều nha. Rồi, ok, nói chung bắt được thằng John là khá là thành công rồi. Thôi, build đồ này thì thoải mái bắt AD rồi mọi người, không cần phải lo đâu. Đó, đam này là bao bự rồi đó. Rồi, bây giờ thì cùng tem lên ép được cái trụ này không nhỉ? Chắc có vẻ là không ép được đâu. Tem bạn có con đi đắc thủ nhà, có chịu ghê á. Trời ơi, đấy, nó cứ ném quả cầu ra lại lính đâu vào chịu nổi được. Rồi, ui ôi, vé đét hay này, pha này đúng là vé tốt, vé đét có khác. Rồi, pha này bò, nó xoáy mấy cái nó hồn ti là tôi bập, nó đập phát là tôi chết rồi đấy. Nên là pha này không chơi liều nha. Rồi, bây giờ thì về ăn tà hần nhá, tem ơi, vô ăn tà hần phục này. Mà mấy ông có để ý không? Cái đợt này á, tôi thấy con tà hần nó trâu ai cả đái ra. Tôi đi rừng cũng vậy nha, tôi đánh hai mục tiêu nó trâu quá. Con tà hần có con rồng nữa, cảm giác như nó tăng máu hay tăng giáp gì đó mà cảm giác nó trâu cực. Trời ơi, rồi, ok, đó, cái món đam cuối cùng tôi đã xong rồi. Đó chính là cái nanh nha. Còn bây giờ thì đam là bao bự rồi. Rồi, ok, bây giờ món cuối cùng thì chỉ có là món giáp thiên thần thôi. Để tôi soạn đồ trước nha. Soạn đồ trước có gì tí nữa bán đồ cho nó dễ. Rồi, bây giờ thì di chuyển lên tiếp nha anh em. Trời ơi, VDS 72 kìa, VDS cũng xanh phết đấy, xanh hơn cả mình luôn, trời ạ. Rồi, đấy, hai bên từ từ nhá. Tôi vẫn chưa thấy, nói chung là tôi cứ quăng bắt thằng John trước nha mọi người. Chưa định bắt thằng John đây này. Khả năng pha này combat cao này, tôi sẽ đi vòng nha. Đây rồi. Trời ơi, em ơi, đẹp. Lên. Ui, nó vẫn tốc biến được một đứa nhưng mà không sao, tôi vẫn múa được nha. Rồi, ok, giết được mạng đi đắc rồi. Trời ơi, cái pha này mọi người thấy chưa? Tôi búa trong 5 thằng đến bạn nữa mà tôi vẫn còn đầy máu nữa, trời ạ. Rồi, ok, khỏe chưa? Rồi, nói chung là tên bạn đã nằm xuống 3 người rồi. Thì khả năng trận đấu này chắc chắn là kết thúc tại đây rồi. Đó, nên là anh em nào mà nếu thấy clip hay nhớ đừng quên cho tôi xin một like, subscribe nha mọi người. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi, ok, khả năng trận đấu này win tại đây nhưng mà tôi muốn giết thêm mạng nữa cơ. Rồi, từ từ nha, lui nhẹ cái nha. Cứ lui thôi, từ từ, đây nè, vô nè, từ từ nha, lui nhẹ cái nha. Rồi, nhảy đi, về đây vào đây. Mày, cứ đòi đó. Đòi, múa đi, xoáy đi. Rồi, còn thằng John nha. Từ từ, tên mình chắc chắn là thắng rồi. Tôi đã chuẩn bị hồ ulti rồi, thằng John thì bị chết này. Rồi, ulti này, có tốc biến này. Tốc biến này, rồi lướt chiêu 2 trước nhá. Lướt chiêu 2, đấy, ừ, hay quá, vẫn né được cái chiêu 2 của con John nha. Rồi, đổi mạng với con Dirac luôn nhá. Giết luôn Dirac này. Rồi, ok, được mạng rồi, chắc chắn nhưng mà tên mình cũng win đấy rồi. Các bạn không nào thủ được với con Zip đấy nha. Ok. Đó, nói chung là clip đã kết thúc tại đây rồi. Anh em thấy hay nhớ đừng quên cho xin một like, subscribe ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Ok, bye bye anh em. Em clip sau nha. Yeah.